Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin chào buổi sáng ngày hôm nay của Tam Đa Media. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và một ngày mới năng động, tươi vui. Ngay sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý sáng hôm nay. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Séc Peter Pavel đã gặp gỡ người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại đó, hai nguyên thủ quốc gia đã thảo luận giải quyết tình hình chiến tranh hiện tại. Sáng kiến đạn dược của Séc, đàm phán gia nhập EU và NATO của Ukraine, cũng như thực hiện kế hoạch hòa bình ở Ukraine, Tổng thống Séc có chuyến công du kéo dài một tuần cùng với các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao ở Washington, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. 90 học sinh đang dọn dẹp ở Horonin trong mùa hè năm nay. Các em đã đăng ký làm công việc bán thời gian của thành phố. Mỗi giờ làm việc sẽ được trả 110 korun. Tổng cộng các em có thể kiếm được hơn 5.000 korun. Trong 3 ca làm việc, các học sinh sẽ cào và cắt cỏ hoặc dọn dẹp vỉa hè và quảng trường. Sự kiện mang tên Thành phố Xanh của học sinh được thành phố Horonin tổ chức lần thứ 28 trong năm nay. Các loài động vật trong vườn thú Paraha đã được giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng bằng hàng tấn đá lạnh. Giám đốc vườn thú cho biết vào năm ngoái họ đã thử sử dụng đá lạnh và năm nay họ tiếp tục dùng cách này để các con vật có thể trở nên mát mẻ hơn. Vườn thú sử dụng 10 tấn đá lạnh trong một ngày, thường là cả ngày kéo dài cho đến tối khi kết thúc thời gian tham quan. Mục tiêu để lần giao đá lạnh tiếp theo là nhiệt độ trên 30 độ. Du khách có thể tìm hiểu thông tin cập nhật trên trang web hoặc trang mạng xã hội của sở thú. Tàu vũ trụ Starliner của Boeing đã đạt được dấu mốc khi đưa 2 phi hành gia NASA lên trạm vũ trụ quốc tế. Tuy nhiên, việc đưa 2 phi hành gia NASA quay trở lại trái đất đã bị hoãn 2 lần và dự kiến 2 phi hành gia sẽ phải chờ đến giữa tháng 8 năm 2024. Tàu vũ trụ Starliner của Boeing đã đưa thành công 2 phi hành gia NASA là Sonny Williams và Buzz Winmore lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Theo lịch trình, họ sẽ ở lại 8 ngày. Tuy nhiên, do sự cố rò rỉ heli cũng như gặp vấn đề với các động cơ đẩy, hiện họ chưa thể trở về nhà. Các phi hành gia NASA khẳng định họ không lo lắng gì khi phải ở lại trên không gian. Vào ngày 10 tháng 7, Hạ viện Nga đã phê chuẩn lần cuối cùng dự luật tăng thuế đối với những cá nhân và doanh nghiệp có mức thu nhập cao. Dự luật do Bộ Tài chính Nga xây dựng, mức thuế 15% sẽ áp dụng cho người thu nhập hàng năm từ 2,4 đến 5 triệu rúp, tương đương 27.000 đến 57.000 đô la Mỹ và tăng dần lên 18%, 20% và 22% ở các mức thu nhập cao hơn. Mức cao nhất sẽ áp dụng cho thu nhập vượt quá 50 triệu rúp, tương đương 570.000 đô la Mỹ. Thuế doanh nghiệp sẽ tăng từ 20% đến 25%. Malaysia lên kế hoạch ký thỏa thuận với Singapore về phát triển một đặc khu kinh tế chung vào tháng 9 tới. Theo kế hoạch, đặc khu kinh tế Johor Singapore sẽ đơn giản hóa việc phê duyệt kinh doanh cho các doanh nghiệp Singapore, đồng thời sẽ triển khai hệ thống thông quan không cần hộ chiếu ở cả hai bên, giúp người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng hơn. Hai nước kỳ vọng đặc khu kinh tế sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của bang Johor và thu hút các khoản đầu tư đáng kể của Singapore vào địa phương này. Vào mùa hè này, du khách đến cung điện Buckingham ở London sẽ có cơ hội hiếm có để tham quan ban công của cung điện, nơi gia đình Hoàng gia Anh thường xuất hiện tại các sự kiện quan trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, cung điện Buckingham mở đón du khách tham quan cánh phía đông của tòa nhà, bao gồm cả phòng trung tâm và ban công mang tính biểu tượng. Thời gian mở cửa các phòng khánh tiết và các phòng ở cánh phía đông là từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 29 tháng 9. Vé tham quan có giá 75 bảng Anh, tương đương 95,9 đô la Mỹ. Meta, công ty chủ quản của Facebook, ngày 9 tháng 7 thông báo sẽ bắt đầu gỡ bỏ các thông điệp đề cập người Do Thái là Zionist, có nghĩa những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và mang tính hiềm khích đối với họ. Bản cập nhật mới nhất về chính sách của Meta liên quan đến việc sử dụng từ Zionist được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn khổng lồ công nghệ sở hữu hai nền tảng trực tuyến thông dụng là Facebook và Instagram, nỗ lực cân bằng giữa quyền tự do biểu đạt và các thông điệp hàn thù nhằm vào người Do Thái. Sự điều chỉnh nói trên mở rộng cách tiếp cận của Meta, coi một thông điệp nào đó mang tính hàn thù khi đi kèm hình ảnh chống Do Thái hoặc đề cập rõ ràng đến người Do Thái. Cũng đã khép lại bản tin chào buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin ngày mai.